Quý vị biết rằng khi những đứa càng nuôi người già thì những đứa mới thấy ra rằng cái tuổi già của mình sẽ rất khổ. Khổ lắm, cực kỳ khổ luôn. Bây giờ mình tuổi trẻ cái mình chạy nhảy đầu này đầu kia, mình kiếm danh lợi, quý vị vì chưa thấy đâu. Những đứa đã gặp rất nhiều hoàn cảnh là các cụ cả đời lam lũ có được một sự nghiệp lớn. Như vậy mà khi chia cho con cháu vẫn không vừa lòng. Có cái cô này vô chùa tu, cả đời hai vợ chồng cực khổ lam lũ. Và nhà trên thành phố là có 3 căn, đất đai có, tài sản cũng nhiều. Có 3 đứa con gái, nhưng khi chia của cho nó thì 3 đứa con gái nói rằng không nhận. Cha mẹ phải bán hết của cải, chia ra tiền để cho công bằng. Cho công bằng. Tại vì nhà này mặt tiền, nhà kia thì hơi xa mặt tiền, nó không chịu. Mà trong khi cực khổ làm ra tiền, mà bây giờ chia cho con mà con vẫn nói cha mẹ không công bằng. Quý vị cũng sẽ gặp đó quý vị à, không phải là vị không gặp đâu. Nên mình bây giờ mình nghe đạo rồi, nghe quý vị, mình làm con cha mẹ mình chia cho mình là điều đó mình mừng rồi. Mình đừng có bao giờ đòi hỏi anh chị hơn mình mừng, em hơn mình mừng. Bây giờ anh em ruột mà còn đấu đá với nhau vậy nữa thôi thua rồi. Bởi bữa nay hình như Kim Tiểu Long hả? Hát cái bài thua một người dân nè. Có bài hát em thua một người dân. Thấy không? Nên á, sống quý vị à, có những cái á, mà chúng ta khi mắc đi kiếm là không được đâu. Nên á, quý vị về chùa mình tại sao bị thích? Thật sự mà nói á, cuộc đời những đức là mẹ cha những đức mắc cũng sớm. Từ là một thanh niên lang bạc ngoài đời ở trên thành phố mười mấy năm, có được gì đâu. Khi những đức gặp Phật Pháp rồi, nhờ Phật Pháp cho những đức có thể sống trong cuộc đời này ý nghĩa, thì khi những đức đến với quý vị là chân thật. Tại vì những đức biết rằng những đức nuôi người già, những đức thấy lay quay mình cũng tới tuổi già, những đức thấy thời gian qua mau lắm nghe quý vị. Năm những đức đi lên thành phố tuổi, năm những đức lên thành phố là 18 tuổi, mà những đức thấy rằng là thời gian rất mau. Bây giờ những đức đã 43 tuổi rồi, quá mau quý vị. Và lay quay mình 50 tuổi bây giờ, có nghĩa là một ngày qua đi thì mình cứ gần với phần mộ. Dù có tiếng tâm cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng tiếp tục gần với tuổi già. Rồi có những người thì tiếng tâm một thờ, rồi lay quay rồi còn tiếng tâm gì nữa đâu quý vị. Cả tu sĩ hay ca sĩ gì cũng vậy, vì thấy có nhiều tu sĩ cũng nổi tiếng, rất nổi tiếng, nhưng mà một thời gian quý vị. Nếu như mình không làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, thời gian. Còn cả ca sĩ có những người nổi tiếng vô cùng, nhưng thời gian cũng đâu có tiếng tâm gì đâu. Khi tiếng tâm thì đi đâu nghe người ta hò hét lên, người ta vỗ tay sùm. Bây giờ những đứa nói chuyện bị cười, bị vỗ tay rầm rầm. Nhưng một ngày nào rồi biết đâu, cũng đâu có ai biết đến mình nữa đâu quý vị. Bây giờ trong cuộc đời như ca sĩ cũng thấy rõ ràng điều này mà. Thật sự mà nói trong cuộc đời này, cái thương và cái ghét nó như là phù du ảo ảnh. Nếu hiểu ra thì cái chân quý nhất là chính nội tâm của chính mình. Chân quý nhất là nội tâm của chính mình nè. Như ngày xưa những đức thích á, chị ca sĩ Phi Nhung hát. Tại vì tiếng hát của chị nó nghe nó ngọt ngào sao quý vị ơi. Nghe ngọt ngào phải không? Mà hôm nay hình như có con của chị Phi Nhung là cô Quỳnh Trang gì hả? Quý vị thấy rằng chị rất là nổi tiếng. Mà nổi tiếng lâu, thời gian lâu rồi, đi làm từ thiện, cũng làm nhiều việc phước duyên. Nhưng mà tuổi thọ của chị thì cũng ngắn, không được thọ quá, đúng không? Thì vị coi thì chúng ta nhìn từ đó thôi thì chúng ta thấy rằng cuộc đời của người thật sự mà nó như ánh chớp quý vị ơi. Thời gian thì nói mấy chục năm nhưng nó qua rất là mau. Nên nãy như đứa đọc bài kệ đó, chúng ta phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Đúng quý vị. Bây giờ những đức là tu sĩ, tất cả những việc những đức làm là tất cả Phật tử ủng hộ tinh thần. Những đức không làm gì ra tiền cả, tất cả quý vị đều cúng dường, khắp nơi nơi cúng dường. Đó là những đức cũng tạo được cái duyên với quý vị. Nên những đức chân thật đem cái đồng tiền quý vị chân thật giải rộng ra. Chân thật giải rộng ra. Quý vị coi một cái tổ chức một chương trình mấy chục ngàn con người, mà quý vị biết rằng là toàn người trong chùa làm hết. Quý vị biết những đức nuôi chúng cỡ nào không? Nếu như những đức không nuôi người ta nhiệt tình thì không bao giờ có cái chuyện
mà có một tổ chức lo gì, đúng quý vị? Thí dụ như người ta tổ chức một chương trình là người ta phải nhờ những Phật tử, nhờ những sinh viên trẻ đi lợi phụ. Nhưng riêng chùa mình là đa phần là người ở trong chùa mình làm. Tại chùa mình có khoảng 2.000 người ở trong đây. Thì trong đây quý thầy, quý chú, đồ quý cô, đồ nhiệt tình hết mình phục vụ. Đó là cái việc mà chúng ta đến với con người thật sự đồng tiền thì chúng ta có mới sống. Nhưng không phải cái gì cũng tiền tiền hết đâu quý vị à. Chúng ta sống lâu ngày coi chừng chúng ta bị cái bệnh này nè quý vị. Cái bệnh là ngồi với nhau, nói chuyện với nhau là phải có vật chất. Một buổi ăn với nhau là phải có cái gì. Chứ nếu như mà không có gì vật chất thì không có buổi ngồi đó. Và con người đến với con người nó quá nhiều cái tính toán so đo. Nó không phải là quơ đũa cả nắm, nhưng mà quá nhiều người như vậy vậy à. Nên chúng ta muốn sống làm sao trong cái cuộc đời này, mình phải sống nó có một cái tình người. Mà có tình người thì mới có tiền. Thật sự khi mình có tình người thì nhiều người ủng hộ. Mà nhiều người ủng hộ thì mình mới có tiền quý vị, đúng không? Đi vào con đường này nó đẹp lắm quý vị ơi. Nhận đức là đi con đường này nè. Còn bây giờ mình cái gì cũng tiền, có chừng mắc tình cảm. Mà mắc tình cảm là nó si phước. Phước nó hết rồi là nó chìm mau lắm. Hiểu không? Nó đó là những điều mà những đức chia sẻ. Có những lúc mình nói chuyện rất là vui quý vị à. Nhưng có những lúc quý vị phải lắng động tâm lại một chút. Hiểu không? Lắng động tâm lại một chút. Rồi mỗi ngày những đức đều có giảng trên mạng. Quý vị ngày nào cũng được nghe. Nó nên mong mọi người cố gắng ở nhà công phu sáng tối ổn định. Nhớ nghe. Nhà mình công phu sáng tối ổn định, hai thời sáng tối. Ngày nào cũng nghe pháp được nhắc nhở đàng hoàng. Rồi mình sai cái gì mình sửa từ từ. Nhớ nghe. Sai cái gì thì sửa từ 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 từ. Vậy thì tức khắc mình là người Phật tử tu hành, càng tu thì càng an lạc. Chắc chắn. Nhớ. Hồi tối mà có những người mà cả đêm hồi tối không ngủ. Nghe nói xúc động chảy nước mắt. Cả đêm không ngủ quý vị. Từ bên hộ pháp, chùa hộ pháp Nhân Đức qua đây lúc đó khoảng 11 giờ. Là Nhân Đức thấy là ở ngoài cái chỗ mà mấy pho tượng Phật đó, là các nàng còn ngoài đó quá đông. Đúng không? Rồi nhiều người đi vòng vòng. Rồi thêm quá đông nữa, nằm theo lan can, nằm chánh điện, nằm ngoài sân, nằm tá lả âm binh. Còn riêng cái nhà này là đầy. Nhưng đi một vòng thấy rõ ràng phía sau kia đầy, quá tràn luôn, quá trời đông luôn. Cả đêm không ngủ mà mặt mày còn dễ thương gì là số 1. Chưa. Bây giờ á, gương mặt mình đẹp xấu gì không biết, mà quan trọng là mình mà vui là thấy đẹp rồi đó quý vị. Vui quan hỷ là đẹp rồi nghe. Nên cái bài chia sẻ Phật pháp chúng ta hôm nay gọi là gặp nhau để tu duyên phước mà. Nên nói sao không biết mà mỗi người cười là thấy tu duyên phước rồi đó. Đúng không? Đó. Chùa mình á thì nhà vệ sinh rất là đông, nhưng mà do quá đông người. Hôm qua có mấy cô Phật tử chạy lên gặp Như Đức, nói thầy ơi, thầy nói hòa thượng cắt nhà vệ sinh thêm. Một cái nhà vệ sinh một người đi trong đó mà có 20 người đứng canh cửa giùm. Nhưng Đức nói là thôi mấy cô cũng thông cảm, bữa nay quá đông người bây giờ không kịp, mà Nhân Đức có chuẩn bị 1.000 cái bô. Chuẩn bị 1.000 cái bô quý vị. Nhân Đức bố trí cho mấy cô, nói là lỡ cô nào mà chịu không nổi rồi đưa cái bô di động. Quý vị ơi, hồi tối mà cầm đi nghênh ngang tứ tung lang tang cái gì. Quý vị coi, bây giờ quá đông rồi, giờ sao bây giờ quý vị coi số lượng con người. Mà đây là chưa vô hết, còn rất là đông người mà ở bên kia vậy. Rồi người ta qua đây người ta không có chỗ ngồi, người ta chở về bên kia người ta ngồi bên. Những đức bắt cái điệu tu ở bên chánh điện bên kia bắt tu bên. Những đức nói giờ không qua được rồi bắt bệnh tu chứ sao vậy. Bây giờ quý vị coi,
lâu lâu về đây có mấy ngày cho nó xứng đáng. Bây giờ nội ban tổ chức mà nấu cơm cho mình ăn thôi người ta quá cực rồi, bây giờ mình tu sao cho xứng đáng. Nên qua đây ngồi đây thì ngồi, còn ai mà qua đây mà chẹt không có chỗ ngồi, chở về bên kia tưởng đâu nghỉ ngơi được. Những đứa cho mấy chú kêu ra, những đứa phá như nhà lại hết, phá cửa nhà kêu ra, rồi những đứa đưa qua bên cái chánh điện bên kia, những đứa bắt điệu điệu chung lên bắt hồi điệu bắt đó. Dạ. Về đây tu cho nó xứng đáng quý vị ơi. Không? Rồi chiều nay là, bây giờ chiều tối nay là chúng ta lại Quan Âm Bồ Tát nè. Bây giờ chúng ta mỗi người phát nguyện nghe. Chuyến này chỉ 2 ngày lễ 1000 lại Quan Âm thôi, nên bây hổm lại 3000 lại mà còn lại được. Bây giờ mà còn có 1000 thôi là chúng ta là tự tin là 100% mà, đúng quý vị. Bây giờ ai ngồi đây mà phát nguyện mà lễ 1000 lại không bỏ một lại nào đưa tay coi. À, phát nguyện nghe. Rồi, quá đặc biệt luôn. Thấy không? Đó. Nên á phải cái tâm đó nó hừng hực lên. À mấy chú coi à, sắp xếp cho anh chị ca sĩ ngồi. Bây giờ mấy anh chị ca sĩ coi bây giờ mình còn ngồi đây còn dù cỡ nào cũng được đó nghe. Chứ dưới mà thấy không? Ngồi về đâu mà bây giờ thẳng chân cũng đâu được hả? Không? Bây giờ có cách thẳng chân được, là hai cái chân kia đưa vô hai cái sọt hai cái chân vô hai cái bà kia, rồi xong bà kia mới quay lại sọt hai chân vô bà này. Nhưng mà coi có cái đó là đàn ông hay đàn bà nghe. Nên quý vị coi bây giờ nguyên một cái pháp hội này quý vị nhìn đi, đa phần là nữ nghe quý vị, đàn ông đâu mất tiêu hết trơn rồi. À, có hai ông à, đây có hai ông già trời ơi tội nghiệp cái kia. Có cái ông già kia, có cái ông kia ông ngồi nghe pháp mà ông nói là ông ngồi từ đầu tới cuối ông không dám hó hé luôn, tại xung quanh toàn là mấy bà không. Quý vị nhìn kìa quý vị ơi, bởi vì á cái thờ mạt pháp này, cái pháp môn niệm Phật này á độ người nữ nhiều dữ lắm nè. Bởi vì 48 lời đại nguyện Đức Phật đưa là một cái lời nguyện là khuyên người nữ nên nhàm chán thân nữ. Mà quý vị thấy cái thân nữ mình khổ nhiều hơn người nam phải không quý vị? Thấy không? Bây giờ nội mà cái chuyện mà ở đây mà ai đã từng có chồng và có sinh đẻ là quý vị khổ nhất rồi đó, đúng không? Nên từ nơi đó mà Phật nói thập tử nhất sinh mà. Bây giờ tất cả những người nữ này phải siêng năng niệm Phật. Ngồi trong đây đông gì nghe, có rất nhiều người nữ chúng ta đã từng mang cái nghiệp phá thai. Cái nghiệp này đáng sợ lắm nghe đó, rất đáng sợ đó. Bây giờ chúng ta đi đến chùa, mình nghe đạo mình hiểu rồi. Ngày xưa mình nghĩ rằng phá thai cũng như là một cái giọt máu nho nhỏ, chứ làm gì giết người gì đâu. Nhưng bây giờ mình học Phật mình mới thấy rằng khi mình vừa biết mình mang thai là đã có một linh hồn rồi, mà mình phá một giọt máu đó là cũng như mình đã giết một mạng người, hiểu không? Nên bây giờ mình về đây mình tu, mình thành tâm thành ý mình tu, và thêm nữa mang một cái tâm hoan hỷ để mà mình nghe pháp, mình niệm Phật nghe. Như vậy thì cái công đức này á, mình hồi hướng mình cầu siêu cho những hương linh thai nhi. Thêm một cái nữa là thăng bằng quyến thuộc của quyền thất tổ của chúng ta. Có rất nhiều người bây giờ họ cũng chưa siêu thoát nữa, họ cũng đang chờ đợi mình để dựa vào những cái pháp hội gì tu tập nè, để mà cầu siêu độ cho họ. Nên mỗi một người về đây phải chân thật nhiệt tình hết mình tu tập. Bây giờ quý vị coi á, vì về đây vì có thể ngồi chặt một chút gì thôi, nhưng mà cái ban tổ chức sắp xếp thì rất cực, cực vô cùng.
Bây giờ 2 ngày thôi mà những đức cũng là 8 buổi lên nói chuyện và tu tập và lại Quan Âm, nghe không? Rồi 20 thì qua bên hộ pháp thêm một buổi nữa. Bữa sau thứ bảy là cộng tu nguyên một ngày nữa. Bữa sau chủ nhật một ngày nữa. Bây giờ Phật Bồ Tát mà không gia hộ chắc xỉu quá. Thế thì nên mỗi người mình ngồi nóng một chút nhưng mà hết sức hoan hỷ. Nghe không? Đó. Nhớ ngồi đông gì nghe mà nóng mà tâm trạng vui á, nó đỡ nóng. Chứ mà ngồi mà nóng gì mà bức rứt đồ khó chịu, sân si sằng sổ nghe, là làm đây nóng thêm á. Vì coi như Đức ngồi đây mà mở nó chảy quá trời nè. Thấy chưa? Đó. Nên các anh chị ca sĩ mà ngồi ở đây mà hơi nóng một chút á, mình thấy dưới người ta, mình nhìn Phật tử mình thấy còn tội nghiệp hơn mình. Mình còn được ngồi trên ghế, cái chân còn thẳng được nghe. Còn họ là không thẳng chân được luôn. Nghe không? Mà ngồi từ hồi cấp mà mấy giờ? Hả? 6 giờ. 6 giờ ngồi tới bây giờ. Ai mượn vô đây sớm gì? Kìa không? Vô kia mà sớm dữ vậy. Từ 6 giờ tới giờ. Bây giờ mới có 8 giờ 40 à. Là vậy là 2 tiếng 40 phút rồi phải không? Gắng cố gắng ngồi thêm 2 tiếng nữa. À! Hiểu không? Mà ngồi vui quý vị ơi, chúng ta được gặp nhau vậy là vui lắm quý vị ơi. Hiểu không? Bây giờ khắp nơi nơi mình tập trung về đây, mình ngồi chung vậy là hạnh phúc quá rồi. Quý vị coi nè, có nhiều người trong cuộc đời này chúng ta gặp nhau là tạo nghiệp á. Tính toán chiều nay đi nhậu ở đâu. Tính toán có những người nghe, có những người nghe gặp nhau và tính toán chiều nay đi ăn trộm nhà ai. Có đó quý vị. Hiểu không? Và có những người gặp nhau nam với nam tính toán chiều nay. Chiều nay đi chọc ghẹo vợ ai. Nó thấy tội không? Rồi có những người là tính toán là thủ đoạn gì để kiếm tiền. Đúng không? Hoặc là có những người giờ này đang ngồi quán cà phê nghiêu ngao này kia, mà ngồi ngay quán cà phê lề đường, thấy con gái người ta, vợ người ta chạy xe qua lợ thì ngó, nói này nói kia nữa, cũng tạo khẩu nghiệp nữa đúng không? Còn mình bây giờ giờ này được ngồi đây nghe pháp niệm Phật Quan Hỷ, phải hạnh phúc không? Đúng rồi. Rồi chúc các anh chị ca sĩ hát cho mình nghe nữa. Thì vậy thì bây giờ chúng ta ngồi ở đây, chúng ta ai cũng là gì? Sanh tâm Quan Hỷ. Đó, đó. Nên từ nơi đó nhiệt tình hết mình. Hôm nay coi cái lịch hát hôm nay nè. Thôi giờ mình đừng có đọc trước. Thấy không? Mình chúc mình đọc luôn. Đó. Nên chờ chút xíu đi để anh chị ca sĩ vô đủ hết á. Mà vô đủ hết chưa ta? Chưa đâu hả? À, tại vì đi đường á quý vị. Đường bây giờ kẹt xe, thành phố đồ kẹt xe dữ lắm. Thấy không? Nên á, thời gian bây giờ khi ai mà hẹn hò với mình đó quý vị, chúng ta thông cảm thời gian nha, chứ đừng có chấp nhất nặng nề. Như những đức mà từ bên kia qua đây á, thì những đức còn tính được thời gian mà còn bị kẹt xe nữa quý vị. Từ ở bên chùa Đậu Tràng Ba qua đây mà bị kẹt xe đó quý vị. Đó. Rồi thêm nữa một số Phật tử người ta gặp người ta gịch lại. À, kẹt người. À, không chi là đi ngoài đường. Đi ngoài đường là chúng ta không tính được thời gian. Thấy không? Nên mỗi một người chúng ta tu hành làm sao mà mang một cái tâm hoan hỷ, tâm mang một cái tâm tha thứ. Đó là cái người Phật tử ngoan á. Thấy không? Thật sự mà nói với vị trong cái cuộc đời này á, thí dụ như Đức chia sẻ Phật Pháp hay là các anh chị ca sĩ đi là làm dâu chăm họ, bao nhiêu người thương á, thì trong đó cũng có những người ghét. Thương nhiều thì cũng có ghét nhiều. Có những người thương thì người ta năng mình lên cao lắm. Nhưng cái người nào người ta ghét thì người ta chửi mình cũng te tua luôn. Những Đức chia sẻ Phật Pháp mà có nhiều người người ta cũng chửi lắm quý vị. Ta nói là ông thầy giảng Pháp gì cừ thì ghi. Đã hô miệng rộng mà còn cừ nhiều.
Quý vị ơi, có cái lực pháp nào mà không cho người hô cừ không quý vị? Không? Quý vị thấy sống trong cuộc đời này á, nó không biết sao vừa lòng người. Cái mặt nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt thì cũng bị người ta chê vô duyên. Mà cừ quá thì người ta cũng chê. Thôi bây giờ chúng ta sống hãy vì mình nhiều chút đi quý vị. Thấy không? Có những cái dư luận trong cuộc đời nó cũng tốt lắm quý vị. Tại vì khi người ta dư luận là nói đến mình và cho mình có sự cảm nhận, để nhìn nhận để rồi sửa đổi chính mình. Và có những cái dư luận mà chúng ta cũng đừng để nó buộc ràng, chúng ta phải thoát ra khỏi nó. Nếu như chúng ta sống trong cuộc đời này mà luôn luôn bị dư luận buộc mình thì mình cũng rất là khổ. Hiểu không? Rất là khổ quý vị. Nhân vô thập toàn mà quý vị. Có nhiều người ta nhắn tin, người ta bình luận, người ta nói rằng nếu như thầy giảng pháp mà cười ít một chút thì hay lắm. Thế quý vị thích những đứa cười nhiều hay cười ít? À, đây là tại vì người ta cặn vậy nghe. Đúng không, quý vị? Nhưng mà nếu cho những đứa chọn thì những đứa cũng chọn cười nhiều. Đúng không? Dù cho còn răng hay súng răng gì cũng cười vẫn là thích. Đúng không, quý vị? Người xưa ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Những đứa nói ngồi ở đây mà nãy giờ nếu mà gặp những đứa lên mà ru quý vị là ngủ sạch nhất. Đừng có nói mà ngủ ở đây coi chừng nó đi hết trơn. Gặp mà nãy giờ những đứa mà lên đây mà những đứa ngồi nỉ non nghe. À quý vị à, bây giờ chúng ta phải quyết tâm tu để giải thoát. À, trong cõi đời này mà cười giỡn cái gì. Nói kiểu này là thôi ta đi sạch nhách. Quý vị, hoặc là bây giờ lên đây mà bây giờ nói quý vị ơi, thầy nuôi gần 2.000 người, khổ quá quý vị ơi quý vị. Nói kiểu này cũng bỏ đi luôn. Đúng quý vị? Đó. Đó. Bây giờ bao nhiêu con người về đây gì, có ai mà vô chùa mình mà nói rằng quy tắc là vì vô đây mỗi người phải đóng nhiêu tiền, có không quý vị? Rồi có bắt buộc mình phải cúng dường không? Đây là cái chỗ đặc biệt mà chúng ta trở về đây như là trở về gia đình. Thấy không? Quý vị à, trong cái cuộc đời chúng ta đến với người chỉ cần chân thật thôi thì người cũng không bỏ mình đâu. Giống như cái câu những đức thường nói, mình vì thiên hạ vì mình. Chắc chắn luôn. Cái thành công của những đức mà quy tụ được con người này không phải những đức đi chỗ này chỗ kia. Chỉ đúng có một chỗ. Nói thật ra là những đức chỉ có đúng một bản lãnh là gì? Quá nhiệt tình. Chỉ đúng vậy thôi. Nói chuyện thì văn tự cũng không hay. Nếu giảng pháp thì không thể nào so sánh với các thầy khác. Trình độ thì quá cao. Hồi xưa ghế nhà những đứa có cây cao. Mỗi lần đi học những đứa không có đi mà toàn là ôm cây cao không. Nên sau này học có tới lớp 3 nghỉ nên đúng là quá cao quý vị. Bây giờ quý vị coi cái gì cũng không được, chỉ được có cái gì? Nhiệt tình hết mình. Quý vị coi phải rõ ràng không? Phải cái chặng lễ Quan Âm Bồ Tát 3.000 lại là quá nhiệt tình không? Cái bữa cuối cùng mà tại chỗ này quý vị, những đức giống như ngồi mà sắp sửa chết. Ngồi mà giống hết biết gì hết. Nó mệt đó quý vị. Tại vì 3.000 lại 3 ngày mà giảng thêm 12 buổi thuyết pháp, lại thêm 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm trong vòng 3 ngày. Quá mệt, ăn cơm được. Ăn cơm uống nước vô là nó ói ra hết. Lúc đó lên chắp tay trước Bồ Tát Quán Thế Âm phát nguyện rằng bây giờ con lại Bồ Tát mà con còn lỡ có chết Bồ Tát cũng rước con về Cực Lạc. 100% phát tâm vậy đó quý vị. Người mà nó bị cái gì nó mỏi mà nó nhức vậy mà lên lại là thôi lại nghiêng ngã, vì thấy không? Vì thấy cái lúc mà 3.000 lại mà có những lúc những đức lại mà nằm xuống một chút luôn quý vị.
đúng không? Vậy mà một lại cũng không bỏ, đúng không? Bây giờ Phật tử thấy rõ ràng rồi còn gì? Thì những đức nói 100% là những đức được nhiều người quý mến, khắp nơi nơi quý mến, chỉ đúng con cái là những đức rất nhiệt tình, đúng không? Như vậy thì cái bài học này dạy vị là bài học gì phải không? Bài học quý vị phải sống nhiệt tình. Nên những đức từng đọc cái bài kệ rất nhiều lần: cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi, phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Đúng quý vị, phải sống nhiệt tình, sống hết mình. Bây giờ các anh chị ca sĩ ở đây nghe, ai mà sống nhiệt tình, sống hết mình là 100% khán giả yêu mến. Thật sự có khi mình hát không hay mà do mình quá nhiệt tình, hát mà giống như mình mà muốn đem trái tim mình ra mình liền xuống. Quý vị nghĩ đi, mà hát cái kiểu đó mà làm sao mà không thương được. Bây giờ quý vị 100% là những đức giảng pháp, là nếu mà nếu nói về người ta trình độ, người ta giảng pháp, người ta nói ông thầy này không biết giảng cái gì luôn, mà người ta lại thích mình là nhiệt tình, đúng không? Chứ thêm nữa là những đức có cái khả năng là hài hước cho bị cười là mấy vị thích, đúng không? Nên mỗi lần chủ nhật là đông là vì sao? Về lúc nào cũng được cười nhiều. Mấy vị thích cười không quý vị? Vậy thì cười lên cái coi, đúng không? Quý vị mà cười kiểu này là không bao giờ còn thời tiết nóng nữa. Mình đuổi cái thằng nóng nực đi chỗ khác chơi, thấy không? Trả lại chỗ này cho mình mát mẻ. Rõ ràng giờ này nhà đức cảm giác không có nóng quý vị ơi, phải không? Không, nói nghe, tất cả những người ngồi phía sau phải tích tụ nguồn năng lượng cao lắm, tại vì người ta quá xa cái việc. Còn mấy cái cô ngồi phía trước này là do gì? Gần cũng hít 500 quý vị, thấy không? Rồi bây giờ coi hát cũng gần các chị ca sĩ đây nhiều, thấy không? Bây giờ mấy người tuốt phía sau á nha, thương mấy người phía sau nhiều lắm á. Ngồi xa quá. Bây giờ máy chiếu này 4-5 cái bự bự, nhưng mà nó nói ở xa mà nhìn lên á, nó chói ánh nắng quý vị, cũng khó nhìn lắm. Nên mấy người ngồi tuốt phía sau nha, bây giờ á, xung quanh mình ít ai cười thì mình cười mình, chứ sao bây giờ? Chứ mà ngồi im im nó buồn ngủ đó quý vị ơi, nó buồn ngủ chứ không phải giỡn đâu nghe. Bởi vì đúng ra mấy người phía sau, mấy người đó là có bánh kẹo gì phải tặng cho họ đó. Còn mấy người phía trước thì khỏi tặng đi, thấy không? Bây giờ nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả những người ngồi phía sau tỉnh queo nha, thấy không? Và ngày mai mà tặng máy niệm Phật là tặng mấy người phía sau trước. Nhớ nghe, máy niệm Phật ngày mai tặng nghe 50.000 cái chuẩn bị, là tặng cho tất cả những người ở phía sau trước. Mấy người ở phía trước sao? Không, mà mình nói gì người ta cũng cảm thấy mát lòng mát dạ quý vị, thấy không? Bởi vì thấy thương mấy người ngồi phía sau lắm, dù là không thấy mặt ai nhưng mà thương đó, thấy không? Nên từ nơi đó mà mình về đây bây giờ rộng gì thì giờ có những người ngồi phía trước, người ngồi phía sau chứ sao giờ. Chứ không thể nào mà ngồi phía trước này hết. Bây giờ gom phía trước này ngồi hết chắc chúng ta chắc xỉu hết quá, đâu có chịu nổi đâu hả quý vị? Đó. Nhớ như Đức nhắc quý vị nghe, chỗ mà vị về đây quan trọng nhất là những Đức khuyên vị phải về nhà cố gắng niệm Phật. Hiểu không? Vị coi á, chùa mình mỗi ngày lo cho khoảng 2.000 người, mà nó bình yên được gì là từ đâu? Nhờ niệm Phật mà ra. Bây giờ nhiều người quý vị nuôi một người mẹ, một người cha già đã khó đúng không? Mà những đức nuôi số lượng người già là khoảng 1.000+ người già. Quý vị nghĩ đây bao nhiêu người già vậy, tại sao mà những đức nuôi được? Chỉ đúng có một cái các cụ niệm Phật và những đức hài hước các cụ vui. Có nhiều bà già bà nói rằng là
Con ở đây với thầy con khỏi uống thuốc, là vì sáng nào thầy cũng cho viên thuốc cười. Nên quý vị ơi, chúng ta còn cha còn mẹ quý vị, chúng ta có bận bịu cỡ nào bận bịu, dù mình có lớn đó, nhưng mà mình đi làm hay gì mình tranh thủ mình về, mình chạy là mình ôm mẹ ôm cha mình cái, mình chọc cha mẹ mình cười cái, nghe không? Để một ngày nào cha mẹ mình không còn nữa, chúng ta muốn gặp cha mẹ mình không có gặp được đâu quý vị ơi, hiểu không? Nhớ. Nghĩa là nhiều người chúng ta là mình cứ nói rằng là mình bận với công chuyện, rồi cuối cùng chúng ta để thời gian nó qua đi, rồi cuối cùng một ngày nào cha mẹ mình chết đi quý vị, mình sẽ thấy hối hận lắm á. Như bản thân Nhân Đức bây giờ á, mình có nuôi bao nhiêu người già đi chăng nữa cha mẹ mình cũng chết hết trơn, hiểu không? Bây giờ mình có muốn gặp cha mẹ ruột mình cũng đâu có được đâu. Nên quý vị ở đây á, nếu ai còn cha còn mẹ đó, mình cố gắng dành nhiều thời gian chút xíu cho cha mẹ của mình, vì thời gian của mình còn, thời gian của cha mẹ ít lắm. Mình làm gì thì cái lương tâm mình nó cảm thấy nó cũng hết lòng hết dạ đối với cha mẹ của mình. Để một ngày nào dù mình có giàu cỡ nào giàu, nhưng mà nghĩ đến cái chuyện cái công ơn sinh thành của cha mẹ, bản thân mình thấy mình có lỗi dữ lắm đó nghe vị. Có lỗi á, đúng không? Nên á, tất cả các anh chị ca sĩ đâu cũng vậy, ai mà không có cha có mẹ, chúng ta có thể đi lưu diễn chỗ này chỗ kia nhiều chỗ, nhưng mà có khi chúng ta không được gần cha mẹ mình nhiều, đúng không? Nên chúng ta phải dành nhiều thời gian chút đến với cha mẹ của mình. Mà ngộ lắm quý vị, trong cuộc đời này có những cái nghiệp duyên lạ lắm, khi mình gần với cha mẹ cái tự nhiên cái la la mình, gầy mình, hoặc là ở xa thì thấy thương nhớ, nhưng mà đến gần cái tự nhiên cái thấy ghét. Nó cũng có vậy nè quý vị, có không? Đó. Nhưng mà bây giờ thấy thì sao không biết, nhưng mà còn cha còn mẹ chúng ta vẫn thấy đó là điều quý. Nên chúng ta bổn phận làm con mà, có khi á, cha mẹ mình già, cha mẹ mình không hiểu cái đâu, cha mẹ thấy ít đến thăm quá, lợi là bộ la la nói vậy đó. Chứ thật sự người làm cha làm mẹ, chính bản thân những đứa cảm nhận được các cụ trong chùa kìa. Chùa mình có nhiều cụ già, không phải cụ nào cũng giác ngộ vô chùa tu đâu quý vị ơi. Có nhiều cụ già là hoàn cảnh đó quý vị. Bây giờ điển hình có một bà cụ này nè, ở trong chùa, là con bà đem vô chùa rồi nó bỏ đi. Tại vì bà yếu, bà ngồi xe lăn, nên đem vô chùa xong rồi nó bỏ nó đi. Quý vị biết rằng là đi vô chùa mấy cô lo rất nhiệt tình. Nhưng mà Nhân Đức hỏi bà cụ là bây giờ con bà đến rước bà về, bà chịu về theo nó không? Bà nói về. Thấy không? Thấy không? Dù con có đối xử cỡ nào với cha mẹ vẫn thương con. Bởi việc nuôi bao nhiêu bà già đó là Nhân Đức dùng mọi cách nói chuyện, mà nhiều bà cụ bà đã bớt đi cái chuyện tình thương dành cho gia đình, bà mới sống khỏe đó quý vị. Chứ ai mà làm cha làm mẹ mà không muốn á, con cái mình bên cạnh mình, đúng không? Nhưng mà cái cuộc sống bây giờ nhiều người chúng ta không có thời gian để ở bên cạnh cha mẹ luôn. Nên những đức khuyên quý vị chân thật là quý vị nên dành thêm thời gian ở bên cạnh cha mẹ của mình. Thêm thời gian, đúng không? Đó. Bây giờ mình cũng có đi chùa mà mình cũng có thời gian đi đến cha mẹ. Dù đến đó họ la mình mà mình cũng nên đến thăm họ một chút. Cái tâm mình vậy đó, con mình nó nhìn được. Thì mình đối xử với cha mẹ mình sao thì con mình đối xử với mình vậy thôi. Giọt nước trước nhiễu sao thì giọt nước sau nhiễu vậy thôi quý vị à. Chúng ta nghênh ngang với cha mẹ mình thì con mình nghênh ngang với mình à. Bây giờ quý vị đối xử với cha mẹ quý vị sao thì con quý vị sẽ đối xử với quý vị như vậy đó. Đó. Nên á, những đức nuôi người già là những đức nhìn thấy rõ ràng 100% luôn đó. Nên chúng ta mỗi một con người á, sống trong cuộc đời này có khi cái danh cái lợi mình chạy theo mãi à. Nhưng mà quý vị coi từ cấp Tết tới bây giờ, chùa mình là các cụ mắc 13 người đó. Từ Tết giờ 13 người mắc rồi đó. Tại vì số lượng quá đông, thấy không? Mới đây làm cái đám bên đây nè, là có một bà cụ bà mắc 82 tuổi. Khi bà cụ mắc xong thì điện cho con cái đến để niệm Phật mấy ngày, rồi xong rồi đưa bà cụ lên đài quả táng. Điện 3-4 chiếc điện thoại reo nhưng mà không bắt máy.
Ở cuối cùng thì bà cụ bà mắc rồi thì về mình tới giờ, chứ đâu có để hoài được đâu quý vị. Thì suốt 3 ngày rồi thì phải đưa lên đài quả táng luôn, điện con cháu hoài không ai bắt máy hết. Rồi đi lên đài quả táng thiêu rồi xong hết trơn. Vì thấy có những người hoàn cảnh gì mình không biết, nhưng mà có nhiều người già trong chùa mình nghe, mấy năm chờ con cháu chưa đến thăm, vài năm, nhiều lắm. Chắc là cuộc sống bên ngoài bây giờ người ta khó khăn lắm quý vị. Nhiều người ở xa người ta đến không được, không phải đơn giản đâu đó. Nhưng mà mình thấy không, bây giờ mình còn trẻ mà mình không lo tập tu quý vị, để có một mặt tâm linh của nội tâm, thì sau này bị già khổ dữ lắm. Có khi mình già rồi mình phải đi giữ con cháu, mình đi nấu ăn cho con. Ban đầu thì con nói cho tiền mẹ xài, nhưng mà từ từ giống như mình làm công cho con luôn quý vị ơi. Nhiều lắm phải không? À, bây giờ nhiều lắm quý vị à. Không giỡn đâu. Bây giờ ví dụ như các anh chị ca sĩ thấy đi, cũng những thời trước mình đi, cũng nhiều người ca sĩ nổi tiếng lắm chứ. Nhưng mà bây giờ già có những ca sĩ vẫn bị lẳng. Lẳng quý vị. Nói quên này quên kia quên nọ. Thấy không? Thật sự mà nói trong cái cuộc đời này chúng ta chỉ một thờ, nếu mà có tiếng tâm giống một thờ quanh quanh liệt liệt thôi quý vị. Khi già rồi tự nhiên mình nhìn lại thì những cái tích lũy của mình sao thấy nó không có gì là chắc thật quý vị ơi. Nên những đức á, ở trong đạo những đức nhìn thấy rõ ràng hết trơn. Nên bản thân những đức nấy bây giờ mình năm nay 43 tuổi, mình đang có cái nhân duyên rất đặc biệt. Bây giờ Hòa Thượng chuẩn bị xây cái ngôi chùa thứ tư, nghĩa là năm nay là những đức sẽ phải cực lực nói rõ ra là giảng pháp, rồi động viên quý Phật tử cùng chung tay để mà những đức cùng với Hòa Thượng xây ngôi chùa thứ tư. Và ngôi chùa này đưa lên kế hoạch là xây xong ngôi chùa này sẽ ở được 1.000 người già. Chúng ta sẽ nuôi được 1.000 người già nữa. Quý vị ơi, có đồ mà tặng đồ cũng không đơn giản, phải suy nghĩ dữ lắm đó. Như hồi sáng nay tượng Phật á bị dính cứ ngắt đi ra không được, chen vô dính cứ ngắt, cuối cùng nguyên đoạn đường nó cứ ngắt luôn, đi không được. Rồi đưa pho tượng xuống, bộ tượng xuống cái nó lăn bộ tượng. Cái bà ở phía trước đưa bản bộ tượng cái nó lăn bộ tượng, lăn. Tại vì cái tay người ta xô nhìn quý vị, ta xô nè, lăn. Cái bà cuối cùng bà có bộ tượng. Cái bà đứng đầu tiên mới nói, chè coi tôi đứng hồi nãy tới giờ, tượng đưa tôi mà nó lăn hoài, nó lăn cái túi biết sao hẹo vậy. Lăn. À biết sao có bộ tượng quý vị. Ngộ ghê không? Có cái bà đó, bà một chân khỏe, một chân yếu, là si que phải không? Bà ban vô thỉnh tượng. Ba bà mập thiệt là mập, cũng cùng ban vô, chen vô, đè cái bà si que, la sùm hết chứ. Những đứng xuống, những đứng đứng ở trên nhìn xuống thấy, đạp bà si que ở dưới đất. Ghê quý vị ơi, tượng chưa thỉnh được mà thấy sắp sửa giảng sanh, kinh khủng liệt. Xong á, những đức đứng ở trên nhìn xuống thấy, chạy xuống nói mấy chú ơi ngưng lại, kéo cái bà xin cầu que ra kìa. Nó trời chứ mấy bà trên lo tượng Phật ở trên đạp, chèn ô kéo ra mặt mày chạy chùa. Xong mà đưa bà vô nó thôi giờ mặt chạy chùa thôi quan hỷ đi, nghiệp nặng báo nhẹ. Thì nói đại câu nghiệp nặng báo nhẹ là xong, lấy pho tượng đưa bà miếu máu xách pho tượng đi. Bây ô thỉnh tượng Phật vậy đâu mà thấy kinh khủng. Mà hồi sáng tới bây giờ mà được có tặng được ví dụ như 3 phần tượng, thỉnh được mới có 1 phần thôi, còn 2 phần tượng quá nhiều.
mà cũng sách kinh đi dữ lắm rồi đó quý vị. Tượng Phật mà thỉnh y gan ngày xưa mà đi đồ lậu dưới quê những đức á. Xưa dưới quê những đức đi đồ lậu người ta quải sau lưng quý vị, mà người ta chạy dù ở đây cũng gì lùng lé hô súng gì sách tượng Phật đi dù. Không quý vị ơi, đi về chùa mình mà tất cả trưởng đoàn nghe mà người ta dẫn đi dễ đấy quý vị, là về đây mình tặng quà nhiều à. Đúng không? Ngày mai là 50.000 cái máy niệm Phật là bảo đảm 100% là đủ chứ không thể nào thiếu. Nếu mà 50.000 cái máy niệm Phật mà thiếu là xin thưa những đức chốn luôn, bó tay luôn chứ sao giờ quý vị, chịu thua chứ sao bây giờ. Chứ 50.000 cái mà thiếu rồi thôi thì bó tay chứ sao bây giờ quý vị. Cũng hết mình rồi còn gì nữa đúng không? Thiệt tình ơi. Đó. Nên quý vị ơi, chúng ta về đây cái đặc biệt của chúng ta là gì quý vị? Quý vị làm sao mà ở đây mấy ngày bị cười suốt giùm những đức đi. Hồi tối thì cả đêm không ngủ đó mà giờ này cười là chút nữa tỉnh nó nghe. Đó. Mà quý vị khéo tu là duyên phước bị tăng lên nè. Còn quý vị mà không cười cái là có chuyện. Thí dụ như cái bà nào ngồi kế bên mình mà cái mặt bán gì là thế nào? Bèo à. Bánh bèo chắc chắn luôn. Bây giờ ngồi kế bên mà mặt gì nè. Chè ơi. Ngồi kế bên rồi mình vỗ tay mà vỗ tay cười uống xong mà bả ngồi kế bên làm nè là kẹt rồi đó quý vị ơi, thấy không? Nên phải cười lên ơi. Rồi quý vị ơi, đông người gì nghe cơm nước đồ này kia mình cũng thôi kệ, thấy người ta chen vô đông quá thôi mình cũng đứng đợi một chút đi vị. Chèn ơi, thấy người ta chen vô mà cũng hứng vào vô. Hồi sáng mấy chú nói chen vô lấy cơm, xô qua xô lại cuối cùng chạy ra ôm nguyên một cái hộp cơm không ra ngoài. Chen vô quá trời chen á. Ừ, cơm không người ta chưa có ra hộp người ta bó lại. Chen vô hút nguyên một đống đem ra chia ra. Mở ra coi không có miếng cơm nào hết trơn. Đúng là chùa đủ chuyện đó vị ơi. Từ gì đâu á. Đó. Vị ơi, bây giờ quý vị coi nè, nguyên một cái lượng người đông này nghe quý vị, chúng ta chỉ cần mỗi người cầu nguyện cho cái pháp hội chúng ta được viên mãn là nhờ Phật Bồ Tát gia hộ. Từ cái ăn uống đồ mọi mặt nó phải là được ổn định hết, thấy không? Phật Bồ Tát mà không gia hộ nghe là phiền á. Chỉ coi đông à, nãy đi bà Thượng chạy xe vòng vòng ngày coi. Xong mà bà Thượng kêu là bà Thượng nói rằng đồng quá. Ông coi hướng dẫn Phật tử nghe. Mọi người niệm Phật cầu Bồ Tát gia hộ. Đó, yêu anh niệm Phật cầu Phật gia hộ chứ. À. Phật cầu Bồ Tát gia hộ. À, kêu Tiểu Long á. À, nên à, mấy anh em mà coi có cái tấm giấy của Nhân Đức mà cái tấm giấy của Nhân Đức mà ghi tên mấy anh chị ca sĩ á, để bên phòng Nhân Đức ở trong cái ghế bên lấy giùm người ta, Nhân Đức quên cầm theo rồi chứ không biết đâu đọc nữa. À, vậy bây giờ chương trình chùa chúng ta bây giờ các anh chị ca sĩ về đông lắm nghe. Cái này là hát nhiệt tình nghe quý vị, tình thương mến thương nghe. Sáng nay rồi sáng mai nữa mấy anh chị ca sĩ hát luôn 2 ngày. Mà ai lại đây hát là giữ luôn tới ngày mai không cho về. À! Bắt ở lại tu. À,
Quý vị coi mấy anh chị ca sĩ coi, chùa chúng ta rộng gì mà nếu mà nói về ngồi là hiện tại không có chỗ ngồi, bây giờ người ta phải ngồi tràn lan bên ngoài ha. Nên mình chia sẻ Phật pháp mà gặp được cái hội chúng này nói chứ chia sẻ Phật pháp cũng mê lắm quý vị đó. Mà anh chị ca sĩ mà đi hát mà mình đem lời ca tiếng hát mà để cống hiến đó nghe, mà mình gặp cái hội chúng này mình hát mình cũng thích lắm á, chứ không phải giận đâu nghe. Ừ, tại vì sao, thật sự mà nói trong cuộc đời chúng ta mỗi một người ai cũng vậy, chúng ta đều phải có tiền mới sống đồ này kia ha, nhưng mà có những lúc chúng ta phải cần có bồi dưỡng tình cảm trong cái cuộc đời. Nên những đức nói là các anh chị ca sĩ đến chùa mình là kết cái duyên với người tu nhiều. Thí dụ như mình thường hát những cái sân khấu đồ này kia thì cái người mà Phật tử tu người ta ít, nhưng mà lợi ngay chỗ này là đa phần cái người đi lại Quan Âm ngày cái người tu ở đây không, thấy không? Mà gặp ngay ngôi chùa mình lại là ngôi chùa chuyên tu quý vị, mà những người này là những người niệm Phật mà để về Cực Lạc nè, hiểu không? Ai đời này muốn giảng sanh Cực Lạc đưa tay quý vị ơi. À, quá đẹp, thấy không? Mà thí dụ như mình mà tu yếu yếu một chút mà kết với duyên với nguyên một cái vàng này nghe quý vị, là khi mà mình cận tử nghiệp họ cũng mỗi người cứ kéo một chút mình cũng về tới Cực Lạc á, thấy không? Nên quý vị nhớ gặp nhau trong cuộc đời này cái đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Có những việc không vừa lòng không vừa ý với nhau nên cố gắng tha thứ cho nhau. Nhớ nha, cái người nghe đạo mà tu hành mà nghiệp chướng tiêu trừ là ngay chỗ nào? Là đi đâu cũng mang một cái tâm tha thứ. Thấy không? Và cái người mà nghiệp nặng nhất trong cuộc đời này là cái người gì? Là cái người đi đâu cũng không vừa lòng, đi đâu cũng không vừa ý. Thấy không? Thí dụ như người ta ngồi người ta nói chuyện gì khô hơ cạn tiếng, mà ở dưới còn chê khen là khen thì được, hiểu không? Mà còn chê nữa, vì thấy chê là tệ không? Tệ, hiểu không? Rồi giờ các anh chị ca sĩ người ta đi đến đây hát, người ta hát thì mình có nghĩa là người ta đã diễn sức, người ta hát rồi, còn mình thì có khả năng mình phải động viên và vỗ tay, đúng quý vị? Thật sự quý vị bây giờ nhận đức chia sẻ Phật pháp đi mà quý vị mà vỗ tay đủ bị quý vị giống như cổ vũ đồ lên, nhận đức giảng pháp cũng thấy thích lắm, hiểu không? Mà vỗ tay nó hay lắm nghe quý vị, nó làm cho mình tình thương mến thương giữa con người xích lại gặn nhau nghe, hiểu không? Còn anh chị ca sĩ hát thì mình quơ một chút xíu, quơ tay một chút, thấy không? Trời ơi, người ta lên người ta hát nó cảm giác đặc biệt lắm quý vị ơi, thấy không? Phải động viên rồi phải nhiệt tình hết mình cổ vũ đó. Chứ mà gặp mà bây giờ nhận đức giảng ngồi giảng ở đây nghe, nhưng mà ở dưới nhìn lên gì nè, nhận đức ở đây mà kêu cười lên ở dưới làm nè, sao giảng nổi quý vị, đúng không? Đó. Còn giờ anh chị ca sĩ hát trên đây mà ngồi ở dưới làm vậy nè, hát nổi không? Thôi mệt lắm, tôi hát là ngoài mốt nghỉ hát đây luôn, hiểu chưa? Tại sao mà các anh chị ca sĩ người ta đến chùa mà người ta hát là ta thích à? Tại vì Phật tử chùa mình quá dễ thương, quá dễ thương, ai cũng dễ thương hết nghe. À, nên ngồi ở đây nó trang qua trang lại ai cũng dễ thương hết á. Ai mà thiếu dễ thương chút á, nhờ ngồi trong cái hội chúng nhiều người dễ thương này người đó cũng dễ thương ké. Dễ thương ké. Bữa nay á, nhận đức chia sẻ Phật pháp sớm là vì các anh chị ca sĩ đông,
tới 10 người đặt. À, 10 vị đặt. Nhưng mà trong đó thì 10 vị nhưng mà hát 13 bản. Mấy anh chị ca sĩ thì mỗi người hát 1 bản, còn ghi những đức hát 3 bản. À! Này tôi hát mấy bài hát cho ghê nghe chưa? À, mong quý vị về đây tu tập những đức, điều chỉnh cái chương trình, quý vị tu được an lạc. Và mỗi người chúng ta đều phát nguyện niệm Phật để đời này mình về cực lạc gặp nhau nha. Ai dưa đầu vào. Giờ chúng ta chắp tay hồi hướng cái đi quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.